tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm Zoom để mà giảng dạy trực tuyến. Rồi để tải cái phần mềm này thì các bạn search trên Google download Zoom cho máy tính. Sau khi mà các bạn search ra như vậy á, thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả là nó cho các bạn rất là nhiều trang để mà chúng ta có thể là download được Zoom. Bây giờ tôi chọn cái là download for Windows Zoom. Khi mà chúng ta click chuột vô đây thì nó cho chúng ta cả là download cho App Store, chúng ta download cho Google Play, và cái này là nó download cho cái PC của các bạn. Các bạn sau khi download về thì các bạn sẽ cài cái này lên, install này. Như vậy cái này cài rất cũng dễ dàng. Và khi các bạn cài xong rồi thì chúng ta mở phần mềm lên. Như vậy khi các bạn mở phần mềm, nếu như mà các bạn chưa có đăng nhập thì nó có cái cửa sổ là bạn sẽ gia nhập để mà học. Như vậy thì lúc này bạn chưa có tạo được cái phòng học cho riêng mình, với là giáo viên thì bạn chưa có tạo được phòng học. Như vậy bạn cần phải sign in, đăng nhập vào. Ở đây bạn có thể đăng ký, đăng ký để mà sign up, mà tham gia vào cái Zoom. Bạn có thể là sử dụng cái mail Google có sẵn trên máy của mình để mà đăng nhập. Đó. Để có thể đăng nhập được những tài khoản mà bạn đã đăng nhập trên máy, hoặc là bạn sẽ đăng nhập bằng một tài khoản khác. Ví dụ tôi sử dụng cái tài khoản tqvinh@gmail.com. Rồi khi mà mình đăng nhập xong thì nó sẽ yêu cầu mình là mở cái ứng dụng lên. Như vậy ứng dụng lúc này các bạn sẽ thấy nó khác so với cái giao diện lúc nãy. Chúng ta đã đăng nhập xong với một cái email. Còn nếu mà email này mà nó chưa có đăng ký với Zoom thì nó chỉ có thêm một bước nữa là nó yêu cầu các bạn đăng ký và thiết lập password là xong, rất là đơn giản. Như vậy đây là cái lớp học, là cái meeting room của mình đã được Zoom tạo cho mình với một cái ID là Zoom nó cho. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn thay đổi cái ID này thì chúng ta phải bỏ tiền ra để chúng ta nâng cấp lên. Còn nếu mà chúng ta xài free thì chúng ta sẽ có một cái ID duy nhất, chúng ta không thể tự thay đổi cái ID được. Như vậy khi mà các bạn bỏ tiền ra rồi đó thì các bạn sẽ tự thiết lập cái ID này cho riêng mình. Bạn có thể sử dụng cái copy invitation để mà mời mọi người cùng tham gia. Như vậy khi mà chúng ta copy xong rồi thì các bạn có thể là gửi qua Zalo, gửi qua Facebook, gửi qua rất là nhiều kênh để mà chúng ta chuyển đến cho cái người học của chúng ta. Rồi, như vậy thì các bạn thấy là nó sẽ chuyển đầy đủ cái nội dung của cái phòng học của mình. Như vậy đây là phòng học này là do người này tạo, mời các bạn để tham gia. Đó là cái tiêu đề. Rồi cái meeting room, thì cái meeting room này nó có cái đường dẫn là đến cái zoom.cs, và đồng thời đây là cái mã pin, cái code của phòng học. Các bạn có thể là chuyển cái này cho học viên là cái code này không cũng được. Đây cái code nè, ID đây. Rồi bạn khi mà qua bên máy bên kia thì bạn sẽ sử dụng để bạn vào bằng cái đường dẫn này. Rồi cái thứ hai là mình có thể là xem có thể sửa được gì trong này. Đây là cái code. Rồi code này lúc nãy mình nói là nó không thay đổi được. Bạn muốn thay đổi thì bạn sẽ update lên cái dạng cái bản Pro. Rồi cái thứ hai nó rất là hay là với cái ID này thì nếu như mà bạn để bình thường thì bất kỳ cái học viên nào người ta vào cũng ok, không có phải hỏi gì hết. Còn nếu như mà bạn thiết lập password ở đây, ví dụ như là 1234, thì lúc mà học viên vào nó sẽ yêu cầu học viên là nhập password. Còn nếu các bạn bỏ thì thôi. Hôm nay là về âm thanh, về
hình ảnh, audio, video. Rồi chúng ta bắt đầu để thực hiện cái cuộc họp. Như vậy khi các bạn bắt đầu thực hiện thì nó sẽ cho cái giao diện giống như thế này. Ở dưới đây chúng ta có thể chọn full screen hoặc là các bạn mở ở trên này. Rồi bạn có thể là tắt âm thanh, mở âm thanh. Như vậy đây là đang mở nè. Còn nếu mà bạn chat vô thì nó sẽ tắt. Tắt thì bên học viên sẽ không nghe bạn nói gì cả. Còn ở đây là về cái camera. Đây là đang mở, nếu mà bạn tắt đấy là không thấy gì hết. Này là chỉ thấy hình đại diện của mình thôi. Rồi mở lên lại. Rồi ở đây trong này nó cũng cho bạn là mời, mời học viên cũng giống như lúc nãy. Và bên cạnh đấy thì chúng ta có cái cửa sổ này quản lý là trong phòng của chúng ta hiện nay là có bao nhiêu người. Rồi chat. Đó, ở bên học viên sẽ thấy được cái nội dung chat của chúng ta. Record là bạn có thể quay lại cái màn hình, quay lại cái màn hình mà chúng ta đang làm việc. Như vậy nó chỉ quay cái cửa sổ của Zoom thôi nhé, chứ nó không phải là quay full screen nha các bạn. Đó, nó chỉ quay lại cái màn hình này thôi. Tiếp theo là bạn có thể là vỗ tay hoặc là giơ tay. Giơ tay giống như là bạn muốn cho lớp học chú ý đến mình thì các bạn chọn giơ tay. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên máy học viên xem thử là người ta sẽ đăng nhập như thế nào. Đối với máy học viên các bạn sẽ mở Zalo lên, bởi vì lúc nãy chúng ta gửi qua Zalo. Rồi trên giao diện các bạn sẽ thấy cái giao diện của Zoom được gửi qua giống như thế này. Thì chúng ta chỉ cần click chuột vô đường dẫn này. Như vậy nó cũng quay vô cái trang của Zoom. Nếu như mà máy của bạn mà có cài Zoom rồi thì nó yêu cầu các bạn mở. Còn nếu chưa thì nó yêu cầu các bạn cài. Cũng đơn giản thôi. Đây các bạn thấy là đây là bên máy của màn hình bên kia. Rồi đây là cái màn hình của máy học viên nè. Đấy thì các bạn thấy là chúng ta đang có hai cái cửa sổ. Một cái này là của giảng viên, một cái này là của học viên. Thì trên cửa sổ của học viên chúng ta cũng có không gian như vậy. Chúng ta cũng có mời bạn, chúng ta cũng có là xem được là có bao nhiêu người tham gia trong lớp học. Chiếu cái màn hình của mình lên, chúng ta cũng có thể chat, cũng có thể là record. Chúng ta cũng có thể là vỗ tay hoặc là giơ tay. Chúng ta sẽ bước tiếp theo là trình chiếu. Như vậy ở đây là bên máy học viên là chỉ thấy cái màn hình của các bạn thôi. Thấy màn hình của các bạn. Còn mình muốn trình chiếu thì các bạn sẽ chọn share screen. Rồi trong này nó có share là share full screen. Share cả cái màn hình. Tất cả những gì bạn làm là đều nhìn thấy hết. Hoặc là bạn share một cái bảng trắng. Giao tiếp giữa giáo viên và học viên. Được một cái bảng trắng. Một cái bảng. Như vậy bạn có thể là chiếu lên, bạn có thể là cầm bút bạn ghi hoặc là bạn chiếu một cái ứng dụng nào đó. Như vậy thì khi mà bạn chiếu cái ứng dụng là Google Chrome này thì tất cả những gì bạn thao tác trên Chrome thì bên học viên thấy, còn bạn thao tác ở một cái cửa sổ khác thì học viên không thấy gì cả. Đấy, như vậy cái này là mình share một cửa sổ nhất định, còn này là mình share nguyên cả cái màn hình cho học viên. Đấy, như vậy thì tất cả những gì các bạn thao tác ở trên này thì học viên đều thấy cả. Kể cả cái màn hình này bạn đang thao tác chuột như thế này thì học viên cũng thấy luôn. Đấy, học viên thấy luôn cả cái cửa sổ mà Windows Explorer bạn đang làm. Rồi, chúng ta chọn minimize cái này lại, chúng ta có thể đặt nó lên trên. Đấy, như vậy thì cái cửa sổ của bạn được trình chiếu là nó bao trong cái khung này nè. Đó, được bao trong cái khung. Khi bạn hết muốn trình chiếu, không muốn trình chiếu nữa thì bạn chọn Stop. Rồi, vấn đề thứ hai là bây giờ đến lượt học viên trình chiếu. Như vậy đối với người học thì chúng ta cũng có thể là tự trình chiếu cái máy tính của mình lên.
để cho giáo viên có thể là xem được cái nội dung mình cần làm. Như này thì học viên sẽ chọn cái màn hình của mình và cũng chọn là share screen. Đó, chúng ta sẽ chọn share. Rồi, như vậy là bên giáo viên cũng đã có được cái màn hình giống như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Như vậy bên này chúng ta gõ bất kỳ gì. Đó, thì bên máy giáo viên này thấy cả và tất cả những học viên khác đều thấy. Bây giờ với chúng ta là giáo viên, chúng ta control, chúng ta mới đang nhìn thấy thôi, đang nhìn thấy. Mà giả sử học viên sẽ không có biết thực hiện một số thao tác nào đó trên Word chẳng hạn, thì chúng ta muốn hướng dẫn cho học viên thì chúng ta chọn vô đây. Trong này nó có rất là nhiều thứ về Zoom. Các bạn có thể là chọn Fit Window là bạn nhìn thấy cái màn hình nó kích thước giống như thế này. Đó, nó fit đều như thế. Rồi, bạn có thể là chọn 50% của cái màn hình. Bạn có thể là chọn 100%, tức là cái màn hình thực chọn 100%. Như vậy khi các bạn chọn full và bạn chọn tắt luôn cái này đi. Đấy, như vậy thì bạn sẽ thấy được cái nội dung mà cái màn hình của cái máy bên kia nó kích thước. Rồi, có một cái rất là hay. Giả sử bây giờ bạn nói nhưng mà học viên không thao tác được. Ví dụ học viên muốn chèn table mà bạn chỉ nói thôi, học viên không thể làm được. Như vậy bạn sẽ chọn vô Request Remote Control. À, bạn có thể điều khiển được cả chuột trên máy của học viên. Bạn sẽ chọn Request và chờ cho cái người học viên này đồng ý thì chúng ta sẽ được. Ok, bây giờ chúng ta chưa làm được gì hết ha. Bạn chỉ có quyền xem. Bây giờ mình xem thử là học viên người ta đồng ý thì sao. Rồi bên mấy học viên thì chúng ta thấy là đã đưa có một cái bảng là cái giáo viên Trần Quang Bình yêu cầu là được điều khiển trên máy của mình, được điều khiển trên cái màn hình mà mình đang share. Rồi như vậy sau khi mà bạn làm như vậy thì bạn đợi cho Trần Quang Bình sẽ control cái màn hình của bạn, bạn chỉ ngồi bạn chờ cho giáo viên hướng dẫn cho bạn. Sau khi mà bên máy học viên mà đã đồng ý xong thì bây giờ các bạn sẽ click chuột ở đây, các bạn điều khiển được bên máy học viên luôn. Đấy, bạn insert được table, bạn có thể vừa trình bày mà trên máy học viên trực tiếp, bạn có thể vừa nói người ta nghe, được chưa nào? Rồi mình chọn ở đây, chọn format. Đó, ví dụ như là bạn chọn cái design như thế nào thì bên máy học viên đều thấy như thế. Rồi, cái tiếp tục chúng ta có thể là trả lại, không có cần phải remote nữa thì chúng ta chọn là không có remote nữa. Và kể cả giáo viên có thể kết thúc cái việc trình chiếu của học viên chứ không cần phải chờ học viên stop. Được chưa? Giáo viên chúng ta có quyền kết thúc cái việc trình chiếu của học viên. Học viên cũng có quyền là yêu cầu điều khiển cái máy của giảng viên, của cái người đang trình bày. Như vậy thì nó cũng tương tự. Đó, chúng ta có thể để yêu cầu để như vậy. Vậy tôi đã giới thiệu xong cái phần Zoom về cơ bản là giáo viên sẽ sử dụng để mà tương tác với học viên một cách thuận tiện, giúp cho chúng ta giảng dạy online một cách hiệu quả. Chúc các bạn thành công.